Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thưa quý vị, sông Hoài Hà ở Trung Quốc tiếp tục lũ lụt và hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó An Huy là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cơ quan chính phủ đã cảnh báo rằng mực nước sông Hoài đã tăng trở lại và bờ kè một lần nữa có thể vỡ bất cứ lúc nào. Để đối mặt với đỉnh lũ sắp tới và đảm bảo an toàn cho kè sông Hoài Hà, chính quyền đã điều động hơn 30.000 bộ đội ngày đêm gia cố bờ kè. Một bí thư chi bộ thôn ở tỉnh An Huy bị cách chức vì bỏ chức vụ khi đang chống lũ. China Daily đưa tin ít nhất 403 người thiệt mạng và 105 người mất tích do lũ lụt và lở đất trong những ngày gần đây. 3,17 triệu người đã được chính quyền sơ tán. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến thứ Hai, sông Hoài Hà đã phải hứng chịu lũ lụt lớn khiến 20,42 triệu người bị ảnh hưởng. 71.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 12 tỷ nhân dân tệ. Reuters đưa tin trận lũ tồi tệ nhất ở khu vực Hoài Hà trong nửa thế kỷ qua, mưa lớn xảy ra ở tỉnh An Huy gây lũ quét, sập nhà, vỡ đập, cuốn trôi đường xá, ao hồ và các cơ sở hạ tầng khác, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về mùa màng. Tại quận Thái Hồ, hai nữ dân làng thiệt mạng và 56 người khác bị thương khi nhà của họ bị sập. Sông Hoài Hà chảy qua 4 tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông, lưu vực có mật độ dân số cao, đồng thời là vùng sản xuất nông sản và cơ sở năng lượng quan trọng của Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Sáu, ở Trung Quốc sẽ có một trận mưa lớn diện rộng và lưu vực sông Hoài Hà là khu vực có lượng mưa chính. Tình hình lũ lụt của sông Dương Tử cũng rất nghiêm trọng. Tại tỉnh Hồ Bắc, kể từ mùa lũ đến nay, tỉnh này đã hứng chịu 5 đợt mưa bão nghiêm trọng, làm ít nhất 68 người chết và 25 người mất tích, 41.700 ngôi nhà bị sập do thiên tai và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,8 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh đã áp dụng các biện pháp như bỏ trống nhà ở công cộng, mượn nhà ở tư nhân và dựng lều tạm thời, đồng thời nhanh chóng di chuyển và tái định cư cho hơn 400.000 người bị ảnh hưởng. Lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc cũng đang tiếp tục diễn ra. Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phát động phản ứng khẩn cấp và cử nhân viên đến các khu vực bị thiên tai ở Hà Nam và Hồ Bắc để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Đồng thời, đỉnh lũ sông Hoài Hà tràn vào hạ lưu hồ Hồng Trạch vào sáng sớm Chủ nhật. Cục phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tô đã huy động 200.000 người đóng quân ở tuyến đầu để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê khi dòng lũ chảy qua đây. Theo thống kê mới nhất, tổng dân số bị ảnh hưởng ở tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc là gần 9,96 triệu người và hơn 430.000 người cần tái định cư khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ở tỉnh Hồ Bắc do thiên tai lên tới 1,332 tỷ nhân dân tệ. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ An Hàn Quốc gia, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc lên tới 66 triệu người. Trụ sở phòng chống lũ lụt và an hán tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến ngày thứ Bảy, 970 trong số 5.838 hồ chứa trong tỉnh đã vượt quá mực nước giới hạn lũ từ 0,59m đến 4,17m. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến Phụ Dương, tỉnh An Huy vào thứ Sáu tuần trước để thị sát việc xả lũ của sông Hoài Hà. Ông Lý Khắc Cường cho rằng mùa lũ chính của đất nước mới bắt đầu, cần tăng cường lãnh đạo, huy động mọi lực lượng làm tốt công tác phòng chống lũ lụt năm nay. Đầu năm nay, chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ khiến thời tiết ở Trung Quốc năm nay trở nên tồi tệ hơn so với thập kỷ trước. Theo dự báo thời tiết, sẽ có nhiều mưa và mùa mưa trong vài tháng tới. Theo số liệu chính thức được công bố, lũ lụt và bão ở Trung Quốc vào năm ngoái đã làm cho 2.704 người thiệt mạng. Năm nay mới bước vào đầu mùa lũ và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Đồng thời, dự báo thời tiết cho biết trong 3 ngày tới, Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến 18 giờ chiều ngày thứ Ba, tổng số người bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã lên tới 13,56 triệu người. Cho đến nay, lũ lụt đã buộc gần 800.000 người phải di rời, 480.000 hecta đất nông nghiệp bị sập, 69.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4,7 tỷ nhân dân tệ.
tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu đã ổn định vào hôm thứ Ba. Nhưng tình hình thiên tai ở các tỉnh Giang Tây và Quảng Đông vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy trong 3 ngày tới sẽ có mưa lớn ở phía Tây và Nam Vân Nam, Nam Quý Châu, Nam Trung Quốc, Trung và Nam Giang Nam. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lượng mưa lớn này kèm theo dông lốc ngắn ngày và gió giật mạnh có thể gây lũ lụt đô thị, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở núi, thậm chí là sét đánh. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia của Trung Quốc yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho các trận lũ lớn, kịp thời di chuyển người dân khỏi các khu vực bị lũ lụt đe dọa và chú ý đến các thảm họa có thể xảy ra như lũ lụt, lũ quét và lở đất. Bắt đầu từ đầu tuần trước đã có mưa lớn và mưa xối xả ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc, đồng thời xảy ra lũ lụt và lở đất ở các mức độ khác nhau ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến. Các cơ quan ban ngành của 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam cho biết do ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nên có nhiều thương vong. Bộ Nội vụ đã đưa ra một phản ứng cứu hộ 4 cấp đối với các thảm họa lần lượt ở Quảng Đông, Giang Tây và Quý Châu. Lý Quốc Anh, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc trước đó đã cảnh báo rằng năm nay Trung Quốc sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc. Và thời tiết khắc nghiệt như nhiệt độ cao, hạn hán, bão và mưa lớn sẽ nhiều hơn bình thường. Kính thưa quý vị khán giả, khi đỉnh lũ kéo dài một tuần mới rút đi ở Tây Nam Trung Quốc, hàng ngàn cư dân bắt đầu đối phó với hậu quả của lũ lụt. Lũ lụt đã giết chết 172 người. Dù đỉnh lũ hung dữ cuối cùng cũng đã qua, nhưng trận lũ thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là trăm năm mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Hình ảnh từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc cho thấy nhiều thị trấn ngập lụt vẫn bị chôn vùi trong lớp phù sa dày sau khi nước rút. Những cây lớn và cột điện đổ ngổn ngang giữa đống đổ nát. Phóng viên Trung Quốc của BBC cho biết lũ lụt khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa và hơn 10.000 người bị ốm hoặc bị thương. Mặc dù lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã bắt đầu rút, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để bù đắp những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hội chữ thập đỏ đã cảnh báo rằng do số lượng người bị thương cao và tình trạng thiếu nước sạch ở nhiều khu vực, các bệnh truyền nhiễm như kết lị và dịch tả có thể dễ dàng lây lan. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, đỉnh lũ lớn nhất trong năm trên dòng chính sông Dương Tử đi qua Nghi Sương, Hồ Bắc vào lúc 3 giờ sáng thứ Tư và tiến vào miền Trung đông dân cư của Trung Quốc. Theo báo cáo, mực nước đỉnh lũ lần này cao tới 54,36m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,36m. Mực nước này là mực nước sông Dương Tử cao nhất trong 20 năm qua. Đập Tam Hiệp ở thượng nguồn Nghi Sương vẫn trong tình trạng báo động cao. Các quan chức cho biết lưu lượng nước chảy qua đập hiện nay gấp đôi lưu lượng bình thường. Ngoài ra, theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong một hoặc hai ngày tới, mưa ở lưu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh sẽ suy yếu rõ rệt. Một số khu vực phía Nam và Tây Bắc Vân Nam vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to, sẽ có mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và miền Đông Giang Nam trong những ngày tới. Còn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận lở đất khiến 34 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất do mưa lớn ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, 22 người thiệt mạng và 18 người bị thương khi một trận lở bùn lớn do mưa lớn ập vào một ngôi làng nhỏ có tên là Hà Bá ở khu vực Cam Túc của tỉnh Tứ Xuyên. Ở một quận khác gần đó, đá rơi làm lật một chiếc xe buýt làm 12 người thiệt mạng. Thời gian qua, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Hơn 3.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1.300 ha đất canh tác bị hư hại và một tuyến đường cao tốc dài 4 km bị hư hỏng. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Sáu rằng hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Tại Trùng Khánh lân cận, tổng cộng 15 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương do lũ lụt, sét đánh và các tai nạn khác, 112.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Tư, một trường tiểu học ở Trùng Khánh bị sét đánh khiến 10 học sinh thiệt mạng và hơn 40 giáo viên và học sinh khác bị thương. Trích dẫn dữ liệu từ chính quyền địa phương Trùng Khánh, Tân Hoa Xã đưa tin thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa gây ra lên tới 573 triệu nhân dân tệ, khoảng 73,5 triệu đô la Mỹ. Ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có ít nhất 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết
các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 3 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 59 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn, hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa 268,6mm đã trút xuống trong 24 giờ, gây ra lũ quét, khiến nhiều người đã bị lũ cuốn trôi. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 14 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 26 người chết, 15 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác do Bộ Nội vụ chỉ huy để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!